tận hưởng 4G không gian data cùng Viettel. Các bạn cùng mình tìm hiểu lựa chọn gói cước đăng ký phù hợp. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel 100K một tháng với dung lượng không giới hạn và tốc độ cao. Bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của việc lướt web, xem phim và chơi game mà không lo lắng về dung lượng. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ. Gói cước đầu tiên mình sẽ giới thiệu trong video này đó là gói cước MXH100. Với cước phí là 100.000 đồng, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1GB. Đặc biệt hơn nữa, bạn được miễn phí 100% data khi truy cập TikTok, YouTube, Facebook và Messenger. Thời gian sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký gói cước MXH100, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MXH100 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Chúc các bạn đăng ký thành công gói cước MXH100. Ngoài gói cước MXH100 mình vừa giới thiệu thì mình cũng muốn giới thiệu thêm một gói cước khác của nhà mạng Viettel, đó là gói cước SD90. Với cước phí là 90.000 đồng, bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao. Mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB. Thời gian sử dụng của gói cước này lên đến 30 ngày. Để đăng ký gói cước SD90, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài gói cước mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tham khảo thêm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website viettel.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp. Để đăng ký, bạn hãy nhấn vào ô đăng ký. Hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần gửi là đăng ký thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn thì hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Thắng Đá Telecom. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.